Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu nhé. Ngày hôm nay thì Trường Thành Audio sẽ giới thiệu đến với toàn thể quý vị và các bạn một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp chính hãng của JBL nha quý vị. Và thưa quý vị, là bộ dàn âm thanh này của chúng ta nằm trong top 5 bộ dàn âm thanh karaoke bán chạy nhất thời điểm hiện tại nha quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với Trường Thành Audio chúng ta bắt đầu tìm hiểu về bộ dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp dành cho gia đình rất hot trong thời gian qua này nha. Thưa quý vị, là bộ dàn âm thanh này của chúng ta thì được sở hữu ngay, thưa quý vị, sở hữu ngay một chiếc loa siêu trầm chính hãng JBL Passion 12SP nha quý vị. Đây là dòng loa siêu trầm ở bass 30 có kiểu dáng thiết kế rất đẹp mắt nha quý vị, cực kỳ đẹp mắt luôn. Và trong cái hệ thống này không thể thiếu được cặp loa chính của chúng ta, đó là một cặp loa JBL Passion 12 nha quý vị. Cặp loa này của chúng ta với cấu tạo thiết kế 3 đường tiếng nha quý vị, một loa bass 12 in và bốn loa nhỏ nha quý vị, bốn loa nhỏ. Và thiết kế này là thiết kế 3 đường tiếng, một loa bass, hai loa chung và hai loa tép. Tổng bên trong một chiếc loa Passion 12 của chúng ta tổng là có đôi 4 5 chiếc loa nha quý vị. Thật tuyệt vời. Thưa quý vị, trong bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp này của chúng ta có rất nhiều thiết bị cao cấp của JBL. Trước tiên chúng ta đi vào bình luận sâu hơn về cái cấu hình chuyên nghiệp này, thì Trường Thành Audio chia sẻ thêm với quý vị chuyên sâu hơn là bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp này của JBL này phù hợp với những không gian như nào nha quý vị. Với cấu tạo hai cặp loa JBL Passion 12, mỗi cặp loa cho ra công suất là 600W một cặp nha quý vị, mỗi chiếc là 300W, ở trở kháng là 8 ohm. Cho nên với một cấu hình chuyên nghiệp này chúng ta rất dễ phối ghép, cộng thêm với chiếc loa siêu trầm Passion 12SP cho ra công suất là 300W nữa thì rất là phù hợp, lắp được rất là nhiều không gian gia đình khác nhau, tối thiểu từ khoảng 20m² như quý vị cho tới 30, 40, 50 và 60m² cho các không gian karaoke gia đình, vô cùng chuyên nghiệp và rất là hay nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau phân tích lần lượt cái cấu hình tổng thể của bộ dàn âm thanh JBL chính hãng này nha quý vị. Trước tiên là chúng ta cảm thấy vô cùng thích thú nha quý vị, bởi vì cấu hình này được sở hữu ngay bởi một chiếc cục đẩy Crown T7 nha quý vị, một dòng cục đẩy rất hot trong thời gian hiện nay, đặc biệt là tiếng của nó rất là hay nha quý vị. Với công suất 700W một kênh, đây là dòng cục đẩy 2 kênh nha quý vị, nó cho ra công suất 700W một kênh ở trở kháng là 8 ohm. Và đằng trước chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là logo của thương hiệu Crown, và đây là cái chiết áp của kênh kênh 1, đây chiết áp của kênh 2 và giữa có nút nguồn như quý vị. Và bên trên quý vị có thể thấy rằng là cấu hình dàn karaoke chuyên nghiệp JBL này được trang bị ngay một chiếc DSP vang số chuyên nghiệp của JBL KX180 như quý vị, chiếc vang số rất là hay, reverb echo chuyên nghiệp rất là mượt mà đúng không ạ. Và không thể thiếu được thưa quý vị trong bộ dàn karaoke này, đó chính là bộ micro chuyên nghiệp JBL VM200 nha quý vị. Đây là một dòng micro chuyên nghiệp của JBL. Và bật mí thêm với quý vị các bạn nha, thương hiệu JBL hay Crown đều thuộc sở hữu của tập đoàn Hackman, hay tiếng Anh chúng ta có thể nói là Hessman đó, của Mỹ nha quý vị. Cho nên với một bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp này, chúng ta rất tự tin khi để trình diễn âm thanh, và đặc biệt là chúng ta bày tại không gian phòng karaoke riêng của gia đình mình này hay là phòng khách, sẽ tăng thêm cái đẳng cấp cho gia chủ rất là nhiều. Và đặc biệt là trong cái hệ thống này thì lát nữa xin mời quý vị và các bạn cùng với Quang Trường, cùng với Trường Thành Audio, chúng ta sẽ thử chất âm thực tế, chất nhạc và tiếng micro của bộ dàn âm thanh này nha quý vị. Với cấu hình này thưa quý vị rằng là chúng ta tự tin để cất lên những giọng hát, tiếng ca hoàn toàn tự tin trước bạn bè và người thân bên gia đình nha quý vị. Bởi vì với một cặp loa JBL Passion 12 cho ra một cái giải tiếng rất là êm, ấm, mượt mà, bay bổng, và đặc biệt là với phong cách thiết kế của mẫu Passion nha quý vị, được phát triển trên cái ngôn ngữ thiết kế mới nhất của JBL hiện nay. Quý vị có thể thấy rằng là như loa sắp Passion 12SP
Đúng ạ, phong cách thiết kế rất đẹp mắt. Tất cả cái logo của dòng Passion đều được phát sáng nha quý vị. Khi có tín hiệu nhạc đó, quý vị có thể ý rằng là chiếc logo này sẽ phát sáng lên, là một cái điểm nhấn vô cùng quan trọng cho chiếc loa và đặc biệt là cái hệ thống dàn âm thanh này của chúng ta. Và với một cặp loa ở JBL Passion 12 sẽ cho ra công suất là 600W nha quý vị, 600W. Và khi chúng ta nghe nhạc, giải trí lẫn hát karaoke, chúng ta được hỗ trợ thêm bởi một cái giải âm thanh siêu trầm của chiếc loa sub JBL Passion 12 FP này. Nó sẽ tăng thêm cái lực và công suất, cái độ êm ái, chi tiết cực kỳ hay của hệ thống âm thanh chuyên nghiệp này nha quý vị. Và bây giờ thì Quang Trường xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử 1-2 đoạn nhạc, và sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra test thử cái chất lượng của bộ micro JBL VM200 và khả năng tái tạo âm thanh khi chúng ta hát karaoke, như chế độ reverb, echo, reverb cộng echo chuyên nghiệp của chiếc vang số JBL KX180 này nha quý vị. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ bật một bản nhạc để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau trải nghiệm thực tế nha. Rồi quý vị chờ một chút nha, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm luôn. Quang Trường đảm bảo với quý vị khi quý vị chỉ cần một lần nha quý vị, chúng ta được trải nghiệm âm thanh thực tế của bộ dàn này. Quang Trường khẳng định luôn là quý vị sẽ muốn mình mang ngay một cái hệ thống dàn âm thanh này về ngay tại không gian của gia đình mình để chúng ta trải nghiệm thực tế luôn, đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Trường Thành Audio, chúng ta sẽ trải nghiệm và thưởng thức một bản nhạc Bolero không lời như quý vị, để chúng ta sẽ cảm nhận được những cái giải âm từ âm siêu trầm loa sub này đến giải âm bass, âm trung và âm tép cực kỳ hay của một bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp chính hãng của JBL này nha quý vị. Ok, và bây giờ xin quý vị cùng bắt đầu thưởng thức nha.
Alo, alo, 1 2 2 6 7, Alice, 4 5 6 7, Alice, đến 2. Thuyền xa xưa, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên à, vẫn đợi thuyền như bến sẽ quay về. À, vừa rồi thì quý vị và các bạn chúng ta đã được trải nghiệm cái chất âm thực tế thử music, và Quang Trường đã thử cái chất âm micro qua một câu hát không có nhạc nền. Như quý vị, chứng tỏ chúng ta thấy được rằng với một cấu hình bộ dàn karaoke chuyên nghiệp cao cấp của JBL thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái lối trình diễn âm thanh vô cùng hay và tinh tế nha quý vị. Đặc biệt là cái chất tiếng micro khi chúng ta hát sẽ rất là nhẹ, tiếng rất hay, từ chế độ reverb đến echo của chiếc vang số JBL cánh 180 tái tạo ra, và bộ micro cao cấp của JBL VM200 sẽ hòa quyện lại và đưa ra cho chúng ta một cái giải âm vô cùng hay, đặc biệt là chuyên nghiệp nha quý vị. Và với một cấu hình bộ dàn này, quý vị muốn tìm hiểu sâu hơn nữa và muốn biết được cái giá bán của sản phẩm thì quý vị vui lòng truy cập vào website chuyên nghiệp của Trường Thành Audio nha quý vị, truyenthanhaudio.com. Và Trường Thành Audio cũng rất mong muốn quý vị hãy dành chút thời gian để ghé thăm qua showroom của Trường Thành Audio để chúng ta trải nghiệm và cảm nhận thực tế cái chất âm vô cùng tinh tế, chuyên nghiệp của bộ dàn JBL hàng chính hãng cao cấp này nha quý vị. Tất cả những cái sản phẩm Trường Thành Audio bán đều là hàng chính hãng, nhập khẩu có đầy đủ xuất xứ rõ ràng nha quý vị. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.